Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào! Tại sao Tổng thống Putin bị tòa án quốc tế truy nã? Và điều này có ý nghĩa như thế nào? Các nước phản ứng ra sao trước thông tin đó? Và liệu Tổng thống Putin có phải ngồi tù không? Liệu chiến tranh hạt nhân có xảy ra hay không? Chúng ta hãy cùng giải đáp tất cả trong video này các bạn nhé! Phải nói rằng, sự việc xảy ra gần đây là điều cực kỳ hiếm trong lịch sử thế giới. Tội phạm bị truy nã thì rất nhiều, nhưng một nguyên thủ quốc gia đang tại chức lại bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã, theo Putin mới chỉ là người thứ ba. Cách đây 24 năm, Tổng thống Serbia là người đầu tiên bị ICC truy nã, còn người thứ hai là nhà lãnh đạo Libya vào năm 2001. Thế nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Tổng thống Putin đã phạm tội gì và tại sao ông lại bị truy nã. Thì câu trả lời là Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo về việc Nga phạm tội ác chiến tranh, cáo buộc Tổng thống Putin có hành vi cưỡng bức hàng nghìn trẻ em Ukraine phải đến Nga. Theo Ủy ban Nhân quyền đánh giá, hành vi này không chỉ làm tổn thương những trẻ em bị đưa đến Nga, khiến gia đình họ bị chia cắt, mà còn thể hiện một nỗ lực nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine bằng cách cải tạo những đứa trẻ này thành người Nga. Tòa án ICC căn cứ vào quy chế Roma, theo văn kiện này thì hành động của Nga được cho là đã trục xuất bất hợp pháp thường dân và chuyển những người này một cách bất hợp pháp từ vùng bị chiếm đóng sang Nga. Mặc dù vẫn chưa có con số chính xác là bao nhiêu trẻ em đã bị đưa đến Nga, nhưng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc thì cả chính quyền Nga và Ukraine đều cho hay hàng nghìn trẻ em Ukraine đã đến Nga. Nga cũng công khai thừa nhận sự tồn tại của chương trình trẻ em này, nhưng họ khẳng định những đứa trẻ này đến Nga là để bảo vệ chúng. Liên Hợp Quốc đã phản bác lập luận của Nga rằng việc di rời dân cư không thể được biện minh bởi lý do về an toàn hay y tế. Chính quyền Nga cũng không tìm cách liên lạc với người thân của những đứa trẻ này hay với chính quyền Ukraine. Cho nên đó vẫn là hành vi phạm tội và vẫn bị truy nã. Vậy nhưng nhiều người cho rằng việc truy nã Tổng thống Putin chỉ là hình thức, bởi tòa án quốc tế đâu có lực lượng cảnh sát hay quân đội để bắt đâu. Mà kể cả có thì nước Nga cũng đâu có dễ gì để yên cho mà bắt. Điều này có đúng hay không? Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Trước hết các bạn phải hiểu rằng tòa án ICC thực hiện theo quy chế Roma, tức là những nước nào tham gia quy chế này thì việc truy nã mới có hiệu lực ở những nước đó. Mà Nga thì là một nước không tham gia vào Roma. Việt Nam, Trung Quốc, kể cả Mỹ cũng không tham gia vào quy chế này. Vậy nên tòa án ICC cũng không có hiệu lực ở Việt Nam hay ở Mỹ. Vậy Nga không tham gia thì ICC không được bắt Tổng thống Putin phải không? Thì câu trả lời lại cũng không đúng. Theo quy định, nếu ông Putin đến một quốc gia nào đó tham gia vào quy chế Roma thì quốc gia này sẽ bắt ông Putin. Và hiện nay có 123 quốc gia đã gia nhập quy chế Roma. Ví dụ như Đức, lãnh đạo nước Đức tuyên bố rằng ông Putin mà đến Đức thì Đức sẽ bắt giữ ông Putin ngay lập tức. Dù chỉ là tuyên bố nhưng điều này cũng khiến người Nga giận dữ. Ngược lại thì Hungary mặc dù cũng tham gia quy chế Roma nhưng lại tuyên bố sẽ không bắt ông Putin, bởi vì quy chế Roma lại mâu thuẫn với hiến pháp của nước này. Cụ thể là trong hiến pháp nói rõ rằng Tổng thống được quyền miễn trừ mọi tội phạm. Còn Nam Phi cũng tham gia Roma nhưng lại cũng không tuyên bố rõ ràng gì. Quốc gia này đang rất bối rối khi vừa là một nước thân Nga tham gia hội nghị thương mại với Nga nhưng lại cũng tham gia vào quy chế Roma. Nên họ chưa biết phải làm như thế nào với lệnh truy nã của ICC. Dù cho sắp tới, có thể Tổng thống Putin sẽ đến Nam Phi để tham dự hội nghị thương mại BRICS. Như vậy, việc ICC có bắt ông Putin hay không thì còn phụ thuộc vào các nước thành viên có muốn thực hiện hay không. Mà phần lớn nhận định đều cho thấy ông Putin sẽ rất ít khi ra khỏi quốc gia của mình và lại càng không có khả năng sẽ đến những nước tham gia quy chế Roma. Thế nên việc bắt giữ ông Putin gần như là không xảy ra. Trong những lần ICC truy nã lãnh đạo nhà nước trước đây thì duy nhất chỉ có nhà lãnh đạo của Nam Tư là bị bắt, là do chính người dân Nam Tư bắt ông này và dẫn đến tòa ICC. Sau đó thì ông này đã về trời trong nhà tù của Liên Hợp Quốc. Nhưng người Nga thì sẽ không bắt ông Putin, mà kể cả họ có bắt thì luật pháp Nga cũng cấm dẫn độ ông Putin ra nước ngoài.
Vậy nên gần như chắc chắn việc truy nã sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến ông Putin. Nhưng vậy thì truy nã không có tác dụng gì, phải không? Thực ra thì cũng không hẳn. Việc truy nã ông Putin có thể gây ra nhiều hậu quả về chính trị. Bởi vì từ khi ICC phát lệnh truy nã, dù có muốn hay không thì 123 nước chiếm 2/3 thế giới đều sẽ ghi tên ông Putin vào tội phạm bị truy nã. Như vậy là kể từ nay, lãnh đạo Nga không thể công du đến 123 nước công nhận thẩm quyền của ICC. Mà chớ trêu là, trong đó lại bao gồm cả những nước chủ chốt trong chính sách mở rộng ảnh hưởng của Nga như Georgia hay Serbia, những nước đồng minh châu Âu duy nhất của Tổng thống Putin, hay những nước mới nổi quan trọng như Brazil hay Nam Phi. Bên cạnh đó thì 123 quốc gia trên sẽ khó có thể hợp tác làm ăn với Nga. Và càng khó có việc một nguyên thủ của quốc gia nào đó sẽ bay đến và bắt tay với ông Putin. Tất nhiên là nếu một vài quốc gia nào đó không tuân lệnh truy nã, vẫn hợp tác với Nga, vẫn bắt tay với Tổng thống Putin bình thường, thì tòa án ICC sẽ làm gì? Chúng ta chưa biết. Thực tế là ICC không có lực lượng vũ trang và các quốc gia thành viên làm trái lệnh ICC cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử. Vì những lần truy nã trước, những người bị truy nã không có tầm ảnh hưởng lớn như ông Putin. Còn nếu chẳng may vì một lý do nào đó mà ông Putin bị bắt, thì người Nga chắc chắn là cũng không để yên. Hệ thống tên lửa hạt nhân chiến thuật của Nga đã được đưa đến cả Belarus. Điều đó có thể là thông điệp ngầm cảnh báo các quốc gia về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngoài ra thì Nga cũng đã mở cuộc điều tra và tuyên bố sẽ trừng phạt thẩm phán cũng như những nhà lãnh đạo trong tòa án ICC vì việc phát lệnh truy nã ông Putin. Như vậy thì nhìn chung là lệnh truy nã chỉ làm giảm uy tín của ông Putin với các quốc gia tham gia vào quy chế Roma. Còn việc ông Putin bị bắt thì gần như không thể. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.